Trên mạng gần đây xuất hiện bài viết bôi nhọ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, bài viết nhận định những người cộng sản Việt Nam sử dụng lòng yêu nước nhằm hô hào, kích động người dân để phục vụ cho ý đồ của họ. Vấn đề là ý đồ của họ chưa bao giờ phục vụ cho lợi ích của người dân hết cả. Trước hết, phải nói rằng Việt Nam có chủ nghĩa yêu nước. Khi cách mạng tháng 8 nổ ra, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trở thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, thể hiện lòng trung thành của nhân dân đối với tổ quốc của mình. Khi cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở thời kỳ quá độ, thì chủ nghĩa yêu nước Việt Nam mang sắc thái mới, toàn dân làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Vì vậy, mọi luận điệu phủ nhận chủ nghĩa yêu nước Việt Nam chỉ là lừa bịp. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thể hiện tình yêu tổ quốc với lòng căm thù chế độ bóc lột. Vào đầu cuộc chiến tranh đế quốc lần thứ nhất, khi những nước lớn đưa ra khẩu hiệu bảo vệ tổ quốc và tố cáo những người cộng sản là phản quốc, thì Lenin đã bênh vực những người cộng sản rằng họ không có cách nào hơn là đấu tranh bằng mọi biện pháp cách mạng chống những kẻ thù tệ hại nhất. Tại Việt Nam, ngay trong cách mạng tháng 8 và những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân lao động Việt Nam đã đứng lên bảo vệ tổ quốc mình, chống lại sự tấn công của các thế lực thực dân, đế quốc và bè lũ tay sai của chúng. Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là một trong những yếu tố quyết định khiến cho dân tộc chiến thắng chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc. Hình thành trong điều kiện liên kết chặt chẽ anh em giữa các dân tộc Việt Nam, chủ nghĩa yêu nước này đã trở thành chủ nghĩa yêu nước của toàn thể nhân dân Việt Nam, chủ nghĩa yêu nước quốc tế với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia. Một tình cảm có nội dung mới về chất đã xuất hiện, đó là lòng tự hào dân tộc chung của những người Việt Nam yêu nước mà họ đã giành được trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở thời kỳ quá độ, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam về lối sống xã hội chủ nghĩa, về việc xây dựng những con người mới xã hội chủ nghĩa, đặc biệt về những giá trị đạo đức và lý tưởng mới. Đạo đức cách mạng thể hiện trong chủ nghĩa yêu nước là những điều chỉnh về mặt xã hội những hành vi của cá nhân, với tính cách là hình thức của chủ nghĩa yêu nước chân chính. Đạo đức cách mạng thể hiện sự triệt để nhất và đầy đủ nhất những khuynh hướng tiến bộ của sự phát triển đạo đức của nhân loại. Đạo đức cách mạng là một trong những biểu hiện cao của chủ nghĩa yêu nước. Những nguyên tắc cơ bản của đạo đức cách mạng thể hiện trong chủ nghĩa yêu nước là tình yêu lao động, tình yêu đất nước, là những thành quả đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ở sự hài hòa giữa đạo đức và cái đẹp, giữa văn hóa và văn minh. Thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước làm cho giá trị của đạo đức cách mạng trong đời sống xã hội tăng lên rất nhiều. Vì vậy, chúng ta phải ra sức đấu tranh chống lại sự tuyên truyền dân tộc chủ nghĩa của các thế lực phản động, chống đối nhằm khắc phục những tàn dư của quá khứ đeo vào chúng ta bấy lâu nay. Mọi luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho rằng lòng yêu nước chỉ là một thứ tình cảm mị dân, một thứ thuốc phiện, nhất định sẽ phải trả giá, nhất định sẽ bị dư luận xã hội lên án, phê phán và bác bỏ.